Mai Khanh kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình sức khỏe cộng đồng của Đài SBTN. À, Mai Khan không biết là quý vị có như là Mai Khan không à, nhưng mà thấy là bây giờ đó hiện tại đó sao mà có rất là nhiều người đang ho. À, mình đi nhà hàng cũng thấy nhiều, nhiều người đang ho, đi lên máy bay, đi um, coi cine, đi coi nghe nhạc, thấy ai cũng ho hết mà sau khi mà mình có cái đại dịch covid đó thì thấy mà người nào đang ho đó mình cũng hơi sợ một chút xíu mình cũng hơi 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 lo một chút xíu thì mai khanh muốn hôm nay nói với cái đề tài là ho à, tại vì đang nhiều người rất là ho bây giờ mà cái mà phần thứ nhì mà mai khanh muốn nói về ho đó là mẹ mai khanh là người bao giờ cũng hỏi mẹ tối hôm nay mẹ ho con có thuốc cho mẹ không mà thuốc nào mà nó, nó chữa ngay cái bệnh ho đó tại vì mẹ nghe nói là có nhiều người uống thuốc bắc đó, uống thuốc bắc có cái loại thuốc ho nó rất là tốt uống một ngày là mình hết bệnh ho thì mai khanh muốn uh, nói về cái ho tại vì ho thật ra không phải là cái bệnh mà là nó là một cái triệu chứng của nhiều nhiều thứ nhiều thứ mà ảnh hưởng cái đường phổi của mình uh, so ban kỹ thuật cho coi cái sai đầu tiên ho mà nhất là người lớn đó, thì quý vị cái hình ảnh ho thì mình rất là dễ biết tại vì mình thấy là cái người tay mình đưa lên rồi cái người mình co lại phổi mình đó, nó hoạt động làm cái bụng mình mình thấy rõ ràng là một người ho là người lớn là cái hình nó rất là dễ hiểu nhưng mà trẻ em đó quý vị thì lại rất là khó có kiếm được cái hình mà một bé đang ho làm khi mà mình nói về ho đó thì trẻ em đó mình phải nghe cái tiếng ho mà cái tiếng ho của nhiều bé đó nó rất là tội nghiệp rất là xót lòng tại vì nhiều khi nó ho nó ho quá nổi mà nó không khóc được nó không ăn được nó không bú được nó không có uh, thở được luôn, làm cái ho nó ảnh hưởng rất là nhiều uh, phần trong cộng đồng của mình. Chứ không phải là chỉ là người lớn hay là người già. Rồi mùa đông và mùa thu chứ là cái lúc mà cho coi cái hình về mùa, mùa thu đó. Thì khi mà khí hậu nó thay đổi như vậy, nhiều khi đang vừa nóng rồi lạnh rồi lạnh trở lại nóng. Đó, thì mình thấy rõ ràng là có nhiều người sẽ bị ho uh, tại vì một phần là mùa. Um, mùa thu là cái mùa mà bắt đầu vào gọi là respiratory virus cái mùa của những cái con virus của đường hô hấp thì Mai Khan sẽ có cả một chương trình hôm nay về những cái con uh, virus đó nhưng mà là Mai Khan cũng nhắc đó là cái mùa thu là cái mùa mà có thể có nhiều phấn uh, trong cái uh, khí, trong cái không khí hơn cái allergy season là mùa mùa thu làm khi mà lá nó thay đổi nè phấn nó bay trong không khí thì nhiều người sẽ ho tại vì allergy rồi quý vị thấy là um, khí hậu mà nhất là trong cái mùa như là cháy rừng mình cũng sẽ có những cái ô, ô nhiễm trong không khí mà nó làm cho nhiều người ho thì bây giờ mình phải hiểu mình phải hiểu tại sao cơ thể của mình lại có một cái 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 phản ứng như là ho thì mai khanh nhắc cho quý vị coi hình thì nó dễ hơn đó mình có cái phổi ha, thì những cái gì trong không khí mà nó làm cho mình uh, khó chịu như là uh, vi trùng như là khói khói hút thuốc hay là bụi, đây là ba cái hình mà máy Khanh nghĩ là nó ảnh hưởng cái 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 um, hơi thở của mình nhiều nhất đó, thì khi mà mình hít vào á, nó sẽ xuống cái phổi, thường là cái um, phế quản là cái ống mà lớn nhất, xong rồi ra qua những cái um, phế quản, rồi nó đi xuống tiểu phế quản mà những cái ống này thì nó có um, nó có thường là nó có mấy cái đờm để khi mà mình hít những cái thứ mà mà nó nó gọi là foreign là mình nó làm cho mình khó chịu đó như là vi trùng nè khói nè bụi nè thì uh, trong cái cái, cái 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 đường ống tiểu phế quản mình hay là phế quản mình đó, nó có những cái đờm để mà nó nó bọc những cái cái, cái, cái cái chất này lại rồi mình có một cái, cái sự thở rất là mạnh để mà ra để mà nó 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 thảy mấy cái chất này ra thì cái đây là một cái mà nó là phản ứng chứ không phải là mình không có điều khiển được nó tự động mình phải ho mà mình phải thở ra rất là mạnh để mà mình đuổi mấy cái chất uh, độc này ra. Đó. Thì trong cái mùa thu và mùa đông mình có những cái lý do mà làm cho mình phải ho nhiều hơn. thì quý vị thấy đó là những con vi khuẩn vi khuẩn cho cái đường hô hấp đó là cái 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 mà lý do đầu tiên đứng đầu đó à, nhưng mà mình cái thứ nhì cũng là allergy. Và khi mà mình có allergy, tức là mình bị dị ứng đó, thì mũi mình sẽ chảy hay là mình bị ngạt mũi đó. Thì khi mà mình nằm xuống đó, thì mình sẽ ho, tại vì nó chảy xuống cổ họng của mình. Và vì vậy mà nhiều người sẽ thấy là rõ ràng là ho bao giờ cũng buổi tối. Buổi tối là sẽ nặng hơn, tại vì mình nằm xuống là kể như là mình ho cơ thể, mình phải 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 ho để mà đem những cái cái đờm này ra. Và cái mà mình Uh, Mai Khan muốn nhắc lại đó là khi mà mình thở vào những cái cái chất irritant tức là những cái chất mà nó làm cho cơ thể của mình hay là cái đường thở của mình nó khó chịu như là khói, uh, như là um, smoking, những người khác đó là cũng là một cái lý do mà mình sẽ ho và cái mà Mai Khan nghĩ là cho coi lại cái slide đó GERD tức là cái bệnh mà uh, bệnh bệnh uh, ở, ở chua đó, cái heartburn đó nó cũng làm cho nhiều người ho khi mà bao tử của mình có những cái chất acid đó mà nó, nó nó lên nó lên từ bao tử nó vào cái esophagus của mình đó thì mình sẽ ho làm nhiều người bị ở chua cũng sẽ ho đó là những cái lý do mà thông thường nhất mà tại sao mà tự nhiên mình lại ho nhưng mà có nhiều người ho kéo dài tức là nhiều người ho hơn 8 tuần là cái đó là cái mà mình sẽ gọi là là ho mãn tính đó thì thường nó đứng đầu đó là những người mà bị bệnh COPD hay là asthma sủi, hay là uh, những cái bệnh khác hầu như là dính với lại hút thuốc. Đây là hút thuốc là cái lý do mà nhiều người sẽ bị cái ho mãn tính và cũng như là cái uh, cái mà, mà chịu đó là uh, sủi, uh, allergy tức là dị ứng và um, uh, ở chua cũng là một cái uh, lý do cho những người nào mà bị ho mãn tính nhưng mà là uống thuốc có nhiều thuốc như là thuốc um, cao huyết áp cũng làm cho một số người ho và ho mãn tính là khoảng hơn 8 tuần. Rồi bây giờ mình đi vào đề tài ngay đó là um, những cái con vi trùng, vi khuẩn của mùa thu, mùa đông là cái mà nó làm cho nhiều người ho nhất và đây là những cái con virus mà nó lây qua mà rất là dễ lây, lây khi mà mình đi học đến là khu làm việc hay là những cái nơi nào mà có những người khác tiếp xúc với những người khác là dễ lây, làm khi mà mùa thu và mùa đông mà khí hậu nó lạnh đó, thì nhiều người sẽ vào ở trong nhà thì lúc đó là dễ lây những cái bệnh mà từ thường là virus đây là những cái bệnh mà nó thông thường uh, nhất nha thì covid là một nè rồi cảm thường uh, cúm hay là viêm phổi mà mấy viêm phổi này là thường là từ bacteria hay là ho gà hay là rsv đây là hầu như là một số virus và bacteria mà nó làm cho nhiều người bị uh, bị những cái uh, infection, những cái bệnh mà cho mùa thu năm nay. Nhưng mà Mai Khanh nhắc quý vị đó là một số chỉ là virus và một số là từ bacteria. Mà Mai Khanh nhắc lại đó là virus ấy, là một cái con vi trùng mà mình không có thuốc để mà giết được. Mình chỉ có làm sao mà mình tránh hay là mình ngừa như là mình chích ngừa chứ còn virus như là cảm hay là cúm thật ra không có cái thuốc gì để nó 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 giết được những cái con virus này thuốc Tamiflu thì nó chỉ ngừng lại cái sự phát triển của con virus cúm thôi chứ nó không có giết được nó không có ngừng được thì còn như là những cái những cái viêm phổi um, mà từ bacteria đó tức là những cái con mà nó bacteria tức là nó có thuốc chủ uh, sinh để mình uống thì mình có thể mình mình giết được những con vi trùng này thì mình mới chữa cái bệnh đó. thì khi mà mình nhìn vào cái slide đó thì hầu như là những cái bệnh như là cảm nè, rồi viêm uh, phế quản đó là hầu như là virus chứ không phải là bacteria là mình cũng không có thuốc chữa trị được. Ở trong đó cũng là cúm và covid nhưng mà có thuốc để mà nó giữ lại cái 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 phát triển của những con virus thôi chứ nó không có giết. À rồi khi mà mình nói về như là viêm phế quản đó thì có một phần là virus mà có phần cũng là bacteria. Làm khi mà mình ho mà mình thấy là mình nghĩ là mình cần phải uống triệu sinh đó thì mình nên đi bác sĩ tại vì thật ra là nhiều hầu như là những cái viêm phế quản là mình không cần uống thuốc sinh mà uống thuốc sinh nó cũng không giúp mà uống thuốc sinh nó lại làm cho mình bị có thể những cái phản ứng khác nữa. Uh, như là mình bị allergy hay là mình đi tiêu chảy hay là những có những cái mà gọi là side effects mà mình không thể chịu được đó làm uống thuốc khi mà mình không cần nhất là triệu sinh nó không có tốt và nhiều người khi mà bị cảm hay là bị uh, viêm phế quản mà họ nghĩ là họ cần uống triệu sinh mà đến phòng văn phòng bác sĩ nhất định là đòi triệu sinh đó thì uh, nhiều người mình chỉ hại nếu mà mình uống triệu sinh uh, nhưng mà có những cái, cái những con bacteria khác thì phải uống trụ sinh như là ho gà ho gà là có trụ sinh để mà chữa để mà mình không có bị bệnh và mình không lây cho những người khác trong gia đình nhất là mấy em bé rồi strep throat cũng là một cái một cái bacteria mà mình phải uống trụ sinh để mà mình chữa thì khi mà mình bị bệnh đó mình phải nghĩ là đây là một là virus hay là bacteria và nếu mà virus mình không cần uống thuốc còn bacteria thì mình phải đi bác sĩ để mà mình lấy uh, toa trụ uh, sinh thì mai khanh mong quý vị sẽ trở lại phần thứ nhì của chương trình sức khỏe cộng đồng để mai khanh tiếp tục nói về những cân, cân bệnh của mùa thu và mùa đông và làm sao mà tất cả mọi người đang ho bây giờ Cảm ơn quý vị đã trở lại phần thứ nhì của chương trình sức khỏe cộng đồng. À, Mai Khanh nhắc lại đó là ho đó là một cái phản ứng mà nó rất là bình thường, tự nhiên và nó cần thiết khi mà cơ thể của mình có những cái cái chất độc nó 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 vào trong cái cái đường thở của mình thì nhiều khi mình không muốn là mình ngừng cái ho lại nhưng mà nhiều người mà khi đang bị ho nhất là khi họ ho nhiều quá mà không ngủ được không ăn được mà không thở được đó thì họ muốn cái thuốc để mà nó ngừng ho lại. Nhiều quý vị nhớ là những người nào mà không ho được như là nhiều người già hay là họ không có một cái 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 sự mà hoạt động bình thường đó thì khi họ không thở đó họ mới bị như là viêm uh, phổi. là mình rất là cần là có cơ thể mình có ho nhưng mà nhiều khi trẻ em ho nhiều quá thì nó không ăn được nó không uh, bú được nó không thở được thì nó là nguy hiểm hay là người già cũng vậy nhiều khi họ Uh, mệt quá ho ho không ngủ được thì họ không có uh, như là đánh được những cái con virus thì cũng phải giúp cho họ hiểu tại sao mà họ bị ho và có thể làm được cái gì để mà giảm cái ho thì uh, ban tiêu thuật cho cái đầu tiên hầu như là những người nào ho đó là họ bị cái uh, viêm thế uh, uh, quản đó. thì cái đó là hầu như là đây là virus nhưng mà là có một số cũng sẽ phải uống triệu sinh thì mai khanh cho quý vị coi đó là Uh, bronchitis nha viêm phế quản đó thì nếu mà quý vị thấy mấy cái ống mà nó đưa không khí cái hơi thở của mình vào đó thì phế quản đó uh, viêm phế quản nó sẽ sưng và nó đỏ và nó cứng và nó có mũ thì đó còn bình thường đó, thì cái ống đó nó nó, nó 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 rộng và mình có thể đưa vào được nhiều cái không khí hơn đó là bronchitis thì có nhiều người sẽ bị chronic bronchitis tức là khoảng ho và bị viêm như vậy đó họ có đờm rồi họ ho nhiều, nhất là buổi tối thì thường đó là phải hơn khoảng 3 tháng thì mới gọi là cái viêm phế quản mãn tính. Thì đây là hầu như là những người này phải đi bác sĩ tại vì thường là phải chụp phổi tại vì thường là họ sẽ có những cái risk factor khác như là đang hút thuốc hay là những cái bị bệnh uh, COPD hay là suy Rồi Bronchiolitis tức là viêm tiểu phế quản thì nó lại càng nhỏ hơn thì thường đó người lớn cũng sẽ ho rất là nhiều nhưng mà Mai Khanh muốn quý vị coi cái hình của cái em bé tại vì em bé đó mà khi mà bị tiểu phế quản viêm tiểu phế quản đó thì mấy em này sẽ không có bú được không thở được và rất là nguy hiểm là hầu như là phải dùng um, máy um, để mà cho mấy mấy em này có cái sự mà recovery về khi mà bị bệnh, rồi cảm cúm là rất là bình thường. thì mùa thu và mùa đông là lúc mà có nhiều cái bệnh này. thì bây giờ mình nói tóm tắt đó là những cái cảm thường đó thì nó cũng không có gì là nặng lắm và nó ảnh hưởng cái, từ mũi đến, đến đến cổ họng của mình à, và nó khoảng một tuần đến hai tuần là nhiều. À, những triệu chứng này như là ho sổ mũi đau cổ họng và có người cũng bị sốt nhưng mà có người thì không bị sốt. À, mỗi năm đó những người lớn thì có sẽ sẽ bị khoảng 2 đến ba cái cảm trẻ em thì nhiều hơn là mỗi năm từ tháng 9 tháng 10 đến tháng 2 tháng 3 đó là có em có đến 5 đến 8 cái cảm mỗi năm và nhất là những gia đình nào mà có em bé mới như là bố mẹ của con mà đang đi học hay là giáo uh, giáo viên mà đi dạy năm đầu tiên hay là bác sĩ nhi đồng đây là những người mà sẽ bị cảm rất là nhiều khi mà tiếp xúc với những em uh, nhất là mấy cái năm đầu. Mà khi mà họ mới làm việc hay là đó, Thì rất là dễ lây yeah. Rồi uh, bây giờ mình vào Covid Mai Khanh chắc là không cần nhắc quý vị Nhưng mà hiện tại đó Covid là đang ở cái tình trạng cao Trong nước Mỹ Tức là cũng bắt đầu xuống từ cái surge cho mùa hè Năm nay nhưng mà chưa xuống nhiều Hiện tại vẫn là cao Rồi nếu mà mình nói Về virus ấy, thì phải Chích ngừa chứ còn không có cách nào chữa trị. Như là mấy em nào mà bị COVID hay là nhiều người lớn bị COVID cũng không có thuốc chữa. Uống cái covid nó chỉ giúp để mà nó không có phát triển hơn thôi. Chứ còn nó không có giết được con virus này thì mình phải chích ngừa. Thì cái chích ngừa COVID đó là năm nay họ uh, khuyên là 6 tháng trở lên là nên đi chích ngừa. Cái mũi uh, COVID năm nay mà nó chính xác cho cái gia đình của Omicron KP3 đó. Rồi năm nay cúm chích ngừa cúm là mỗi năm thì cũng 6 tháng trở lên là nên đi chích ngừa cúm. Năm nay FDA mới ra cái uh, approval cho cái dùng cái cái thuốc xịt trong mũi cho những người uh, từ 2 tuổi đến 49 tuổi thì uh, đây là một cách mà có thể mình đi lấy được cái uh, thuốc chích uh, thuốc ngừa cúm mà không cần phải dùng uh, cái chích. Rồi, mình phải nói về uh, ho gà. Ho gà hiện tại đang rất là cao hiện tại đang uh, đứng cao trong cộng đồng và nhất là tại vì nhiều những em mà uh, teenager đó cái tuổi thành niên đó thì đang um, đang bị tại vì họ đã chích ngừa rồi mà bây giờ cái sự miễn dịch nó nó thấp xuống thì cái lây đó uh, nó lây cho những em bé và mình rất là lo thì cái cái slide sắp tới đó nói là năm nay là hiện tại tức là tháng 9 thôi đó mình đã có uh, cấp năm lần cái cái ca bệnh ho gà năm ngoái tức là tổng cộng đó, năm nay mình đã có hơn 14.000 ca ho gà. Năm ngoái cả năm 2023 chỉ có 5.600 ca thôi, làm năm nay là nó lên gấp 5 lần năm ngoái. Uh, rất là lo và ho gà đó thì nó ảnh hưởng thường là hai tuổi trở xuống, nhưng mà dưới 6 tháng lại càng rất là lo. Trẻ em thì không được chích ngừa ho gà uh, đến 2 tháng là mình nên chích ngừa nhất là những người nào mà mới có con tức là những người nào mà mẹ hay là bố mẹ ông bà mà có uh, sinh hoạt với những em bé hay là những uh, uh, tuổi teen tức là học lớp 7 đó uh, là bắt đầu phải chích lại để mà có cái cái sự miễn dịch để giúp cho mình không lây cho những uh, em uh, của trong gia đình. Rồi cái đó là cái thuốc chích ngừa là đi tháp đó nha yeah. và nhiều người như là mẹ Mai Khanh nói con phải cho mẹ thuốc tại vì mẹ sợ lắm tối nay mẹ nằm xuống là mẹ ho thì con phải cho thuốc mà nhất là có thuốc mấy người bạn mà mua ở trong tiệm thuốc bắc đó, thì ho một hai đêm là họ hết thì mai khanh nói là không có thuốc gì nó làm cho mình ho tự nhiên hết được thường những cái cái cảm thường đó thì ho nó sẽ từ từ nó hết à không có thuốc gì mà cũng không cần phải uống thuốc tại vì nhiều người nói là tôi phải uống thuốc ho thì nó mới hết cái bệnh ho thật ra là ho không cần uống thuốc và không có cái thuốc nào nó, nó, nó làm cho mình hết ho nhất là sau một hai đêm hết à, nhưng mà mình có thể mình uống thuốc uh, over the counter cũng được hay là mình uh, ăn kẹo những cái, cái kẹo mà nó làm cho mình um, có chất là có chất mật ong trong đó nó có thể nó giúp và nếu mà mình tắm như là tắm hơi rồi có humidifier vaporizer thì nó sẽ giúp tại vì quý vị nhớ là cái không khí nếu mà nó khô hay là cái miệng mình cổ họng của mình nó hơi khô đó thì mình sẽ ngứa và ngứa thì mình sẽ ho cái đó là rất là dễ da cũng vậy da mà khô đó ngứa thì mình sẽ gãi thì um, cái cổ học mình hay là cái đường mà đường hô hấp của mình mà nó khô đó thì mình sẽ ngứa mình sẽ ho à làm nếu mà mình có như là những cái uh, tắm hơi nè hay là humidifier nhất là những em nào mà có bệnh croup, hay là ho ban đêm đó thì mình có cái humidifier nó sẽ giúp nó không có bớt cái ho cái cái cái, cái khô hay là mình uống uh, over the counter thuốc ho cũng được hay là mình ngậm những cái cái hard candy hay là cái cough drop thì nó cũng làm cho cái cái miệng mình nó có nhiều cái nước miếng hơn thì nó nó bớt cái um, cái khô hơn là ho và mật ong thật là rất là tốt rồi nếu mà quý vị um, đang nghĩ là mình ho mà mình không biết là đây là ho nhẹ cảm hay là ho nặng là bị cái mãn tính đó. À, cái ho mãn tính hay là cái uh, viêm um, phế quản mãn tính đó thì Mai Khanh muốn mời quý vị đến một cái uh, chương trình uh, y tế, hỗ trợ y tế mà hội y sĩ Việt Mỹ miền Nam Cali sẽ có ở uh, uh, Mars Square thứ uh, chủ nhật chứ thứ ngày 13 tháng 10 này thì đây là một nơi mà quý vị có thể đến hỏi. Đây là cái ngày mà hội trợ của năm ngoái. À, thì khi mà bị quý vị đến đó đó, trong cái phần mà quý vị sẽ có đó là có những bác sĩ chuyên môn về phổi thì họ cũng sẽ giúp cho quý vị hiểu tại sao mà quý vị có cái uh, viêm phế quản mãn tính hay là tại sao quý vị ho mà tự nhiên qua 3 tháng, 5 tháng, 6 tháng thì lúc đó họ có thể họ, họ uh, quý vị có thể hỏi những bác sĩ chuyên môn về phổi tại sao mà mình đang bị ho như vậy và cũng có cái cơ hội để mà chích ngừa cúm nè rồi chích ngừa um, rồi hỏi những bác sĩ về những cái uh, bệnh khác thì mai khanh nghĩ là hội trợ này đó nó đến rất là đúng túc tại vì mùa thu và mùa đông này mình sẽ có rất là nhiều bệnh nó làm cho mình ho nhiều hơn như là mai khanh đã nói là những cái virus của mùa uh, thu và mùa đông và có những cái như là uh, allergy rồi có không khí uh, những ô nhiễm hay là những cái như là hút thuốc thì nó sẽ ảnh hưởng cái, cái 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 sức khỏe của phổi của mình và nó làm cho nhiều người bị ho thì Mai Khanh Mong là quý vị sẽ đến chương trình hội trợ y tế ngày 13 tháng 10 của hội y sĩ Việt Mỹ miền Nam Cali để mà quý vị có thể thăm uh, hỏi với lại những bác sĩ uh, và Mai Khanh Mong là quý vị sẽ cố gắng đi chích ngừa để mà mình tránh bị những cái virus của mùa thu và mùa đông năm nay. Mai Khanh mong quý vị có một tuần rất là nhiều sức khỏe và hạnh phúc với gia đình và hẹn gặp lại quý vị những, trong những chương trình sức khỏe cộng đồng sắp tới.